Đông qua, xuân sang hè lại tới, thời gian cứ trôi lòng người cứ đổi, chỉ có tình yêu với Overlord là vẫn nguyên vẹn. Và vì quá yêu quý bộ truyện nên tôi rất buồn khi nhìn thấy những video tóm tắt Overlord được viết bởi những người không thật sự hiểu sâu về tác phẩm. Họ chỉ xem Overlord là công cụ câu view, kiếm fame. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Hôm nay HD Tộc buộc phải bắt tay làm gấp chuỗi series Overlord đặc biệt này. Như tiêu đề anh em đang thấy, tất cả video trong chuỗi series này sẽ spoil cực mạnh về nội dung, đặc biệt là season 4 sắp tới. Vì thế ông nào chưa hệ Only Anime thì hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Tôi biết khá là khó nhưng tôi sẽ cố gắng truyền tải được nhiều nhất những nội dung cốt lõi và tinh thần của tác giả. Và giờ thì Psycho! Tôi sẽ bắt đầu từ volume 10, tức là tiếp nối anime season 3, để mấy ông khỏi thấy chán. Anh em cứ yên tâm là các chi tiết bị cắt trong các season trước mà có liên quan đến câu chuyện thì tôi vẫn sẽ nhắc lại tất. Theo tôi quan sát, hầu hết ai đọc qua volume này đều nhận xét nó khá nhạt, nhất là những người chỉ xem anime rồi chuyển qua đọc light novel để theo dõi diễn biến tiếp theo. Trong volume 10 chỉ có duy nhất một trận đấu là trận giữa Ends với võ vương Gorgin, nên những ai kỳ vọng những màn combat đỉnh cao đã rất thất vọng. Chưa kể đây chỉ là một trận đấu solo đam vật lý là chính. Bên cạnh đó, volume này chủ yếu tập trung phân tích về chính trị, kinh tế, xã hội và các cuộc trò chuyện phiếm giữa các nhân vật mà không hề đưa thêm thông tin về thế giới Yggdrasil lẫn Overlord. Volume 10 không có nhiều chương nhưng số lượng từ cũng không phải là ít so với các volume khác. Nhiều độc giả đọc xong volume này lại không lắng đọng được nhiều thông tin quan trọng và chi tiết thú vị, khiến họ cảm thấy nó khá ngắn và nhạt. Tuy nhiên theo tôi, đây là một volume khá hay và quan trọng trong sự phát triển của Overlord. Nếu trước kia Nazarick chỉ hoạt động trong bóng tối như một tổ chức, thì nay họ đã trở thành một quốc gia có mục tiêu với cách thức hoạt động hoàn toàn khác. Chẳng hạn, Nazarick sẽ dùng đến cả những con bài kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao và cả sức mạnh để đạt được mục đích thay vì chỉ dựa vào sức mạnh như trước kia. Volume 10 cũng là chìa khóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người Ends, mục tiêu của anh ấy cũng như hướng đi của tác giả dành cho bộ truyện. Còn cụ thể thế nào thì xin mời anh em tiếp tục theo dõi video. Và đó là giới thiệu chung của tôi về Volume 10. Giờ tôi sẽ đi vào nội dung chính ngày hôm nay, đó là kể cho anh em nghe về nội dung chính của phần này. Đầu tiên là phần mở đầu. Sau chiến thắng ở đồng bằng Khaze, Nazarick đã chính thức tiếp quản Erantel, lấy đây như là thủ đô của Vương quốc Pháp thuật. Anh em biết tại sao không? Đơn giản vì đây là thành phố duy nhất mà Vương quốc Pháp thuật sở hữu nên đâu còn lựa chọn nào khác. Nhờ thỏa thuận với Mormon, tình hình dân chúng đã tạm thời lắng xuống, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. Vấn đề đầu tiên là các quan chức cũ của Erantel đã rời bỏ thành phố này sau chiến tranh, khiến đất nước mới thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Nói vậy thôi chứ chuyện này không đáng lo lắm vì đã có chị đẹp Abedo lo hết. Ngoài chức vụ tổng quản thủ vệ tầng quản lý Nazarick, nay chị đẹp còn kiêm thêm chức vụ tương đương tể tướng để giúp Ains quản lý và xây dựng nhà nước mới. Abedo đã thiết lập lại toàn bộ máy chính quyền bằng các Undead do Ains tạo ra. Mà như anh em biết đấy, Undead ngoài cái trâu bò về thể lực ra thì chẳng còn gì khác. Vì thế Abedo phải cất công đào tạo tất cả. Mặc dù mọi áp lực đều đổ dồn về phía cô nhưng cô lại chưa bao giờ than phiền, bởi trong thâm tâm Abedo luôn thấm nhuần tư tưởng Ains Ogo. Được phục vụ đấng tối cao là vinh hạnh và lẽ sống của mọi con dân Nazarick. Dù vậy, cô không phải là cỗ máy chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Abedo luôn thắc mắc không biết Ains sẽ chọn con đường nào cho Vương quốc Pháp thuật vào thời gian sắp tới. Cô nàng cảm thấy vô cùng bất lực khi cố gắng hiểu được đấng tối cao của mình. Ôi giời ơi, người đẹp ơi, cô cố hiểu làm gì khi mà ông Ains này có nghĩ cái gì đâu. Mà khoan, cô vừa rồi là đùa đấy nhá, với ông đừng tưởng thật nha. Tặng các chị đẹp Abedo sang một bên, chúng ta sẽ quay lại xem anh xương của chúng ta đang làm gì. Muốn biết thì tôi sẽ đưa anh em đến chương 1 phần 1 Vương quốc Sorcerer của Ains Ogo để tìm hiểu về một ngày làm vua của Ains Sama. Anh camera ơi, cho em tới cảnh của anh xương cái nào. Anh xương đâu rồi ấy nhỉ? Mới lên làm vua xong ra em coi cái xem có ai không nào. Alo alo alo. Ok, anh xương đây rồi. Sau khi trở thành vua, cuộc sống của Ains đã thay đổi rất nhiều. Rõ nhất là lúc nào cũng có mấy em hầu gái mờ lem kèm vài vệ sĩ phục vụ 24/7. Nghe thì thích đấy nhưng Ains lại rất khó chịu vì lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm theo dõi từng nhất cử nhất động của anh, tạo cho anh một áp lực vô hình, cảm giác như bị hành hạ. Ains có thể chấm dứt vấn đề đó bằng cách ra lệnh cho cấp dưới nhưng anh lại không làm thế khi nghĩ đến cảm xúc của họ. Quả là một nhà lãnh đạo tốt bụng, biết quan tâm đến cấp dưới, trả bù cho ông sếp của tôi. Thời gian biểu của Ains khi trở thành vua của đất nước mới là nghỉ ngơi tại phòng cũ của thị trưởng Erantel, sau đó thay đồ và quay lại văn phòng làm việc để xử lý các bản báo cáo công việc từ Abedo và Adelich. Công việc của Ains chủ yếu là xem xét và duyệt các giấy tờ và chỉ có vậy. Nghe thấy thích nhở, nhưng không phải Ains lười đâu mà bởi Abedo đã xử lý tất cả trước khi đưa lên cho anh. Còn anh thì cũng chẳng hiểu gì nhiều nên chỉ biết tin tưởng Abedo. Công nhận làm sếp kiểu này cũng thích thật mấy ông nhở. Tôi nói Ains không có kinh nghiệm điều hành nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến đất nước mình nha anh em. Nhận thấy Vương quốc Pháp luật đang tạm dùng bộ luật của Vương quốc Rietis, Ains đã hỏi cấp dưới của mình về tiến độ xây dựng bộ luật mới. Một sự thật thú vị là Ains tự nhận với Abedo rằng mình tự tin về nhiều lĩnh vực ngoại trừ luật pháp. Nhưng ông nào xem kỹ thì biết rồi, Ains nhà ta đâu có tự tin về lĩnh vực nào ngoài diễn xuất đâu cơ chứ. Nhưng theo Abedo, có cho rằng một đấng tối cao vốn không bị các luật lệ trói buộc như Ains thì không am hiểu cũng là chuyện bình thường. Dưới sự cai trị của Ains, anh cho phép tất cả thành viên trong Nazarick có quyền đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Vương quốc Pháp thuật. Tất nhiên cả Abedo và Ains sẽ cùng xem xét các ý kiến đó. Ains tỏ ra hứng thú với ý kiến có lẽ là của Yuri về việc xây dựng cơ sở giáo dục cho trẻ em và bồi dưỡng nhân tài trong tương lai cho Nazarick.
Vì thế anh đã thuyết phục Abedo thả Negredo và Pestonia ra để hai người này xây dựng trại trẻ mồ côi và giáo dục lũ trẻ ở đó. Cho ông nào quên thì Negredo và Pestonia hiện đang bị Abedo phạt tù tại tầng 5 do tự ý cứu giúp những đứa trẻ của Vương quốc Riestis mà chưa có lệnh của Ains. Lúc đầu cô có phản đối nhưng cuối cùng phải đồng ý do lý lẽ và quyết tâm của Ains. Trong quá trình tìm ra các giải pháp xây dựng đất nước, Ains đã thể hiện mình là người tinh tế khi đóng góp ý kiến bằng cách ẩn danh. Bởi nếu anh trực tiếp nêu ý kiến, các NPC sẽ coi đó là mệnh lệnh. Ains đã đề xuất làm đồng phục cho các thành viên để tăng đoàn kết nhưng lại bị Albedo ngay lập tức bác bỏ. Thế cũng tội mà thôi cũng kệ. Cô nàng còn yêu cầu điều tra kẻ đưa ra ý kiến ngu ngốc này để đập bỏ bu kẻ đó khiến Ains toát mồ hôi và phải vội vàng lấp liếm. Albedo đề nghị cô sẽ duyệt các đề xuất trước khi đưa lên Ains, nhưng Ains từ chối vì anh muốn thảo luận về chúng thay vì chỉ đồng ý và từ chối. Cứ tưởng Albedo sẽ không đồng ý, nhưng cô rất nhanh chấp nhận vì cô sẽ có cơ hội gặp Ains nhiều hơn. Đúng lúc đó, Aura và Mare đã đến thăm Ains sau khi làm xong công việc của mình. Nói thêm một chút, nhiệm vụ của Aura là củng cố và che giấu pháo đài Nazarick giả trong rừng. Hiện nơi này đang được dùng làm nơi chứa tài nguyên. Còn Mare có nhiệm vụ xây dựng một mê cung ở bên ngoại ô Erantel. Các thủ vệ tầng khác cũng có công việc của riêng mình bên ngoài. Shortia thì lo việc vận chuyển bằng gate. Cosetus quản lý làng Lizardman và khu hồ xung quanh. Còn Demiurge thì chuẩn bị cho kế hoạch tại Thánh quốc Robo. Khi thấy Aura và Mare được Ains bế lên đùi ngồi, Abedo đã cảm thấy ghen tị và cô cũng muốn được như vậy. Nhưng Ains rất thẳng thắn từ chối và nói thêm rằng vì Aura và Mare là trẻ con nên mới được đối xử như vậy. Nghe thế, Abedo ngay lập tức tỏ ra giận dỗi và làm trò trẻ con. Mare thấy vậy đành nhường chỗ của mình và Ains cũng chấp nhận. Khi Abedo ngồi lên đùi Ains, anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc mà không nhớ rõ là ở đâu. Đó là mùi nước hoa của Abedo mà cô lưu lại trong phòng Ains, trong khi mải mê cảm nhận mùi hương đó. Ains vô tình tiếp xúc quá gần và biến nó trở thành hành vi quấy rối tình dục nơi công sở với Albedo. Cũng may có Aura kịp ngăn con dê già biến thái này giở trò với vợ tôi. Sau đó Ains lệnh cho Aura và Albedo xuống khỏi đùi anh, nhưng cả hai cứ ngồi đó đợi người còn lại xuống trước. Cuối cùng, Ains phải bế lần lượt Aura và Albedo xuống. Nhưng khi đến Albedo, cô lại tỏ ra tị nạnh vì cho rằng mình ngồi ít hơn Aura. Thế là Ains đành phải chấp nhận cho cô tiếp tục hưởng thụ cảm giác ngồi trên chân mình. Lúc này anh chợt nghĩ về Aura và Mare. Với Ains, Aura và Mare là những đứa trẻ tình cảm. Trước kia, anh vì muốn giúp chúng phát triển đầy đủ về mặt tinh thần như những đứa trẻ bình thường, nên đã cho ba Elf trong nhóm Walker từng xâm nhập Nazarick đến ở cùng. Ains cũng có ý định mang hai cô bé đến vương quốc Elf nếu có dịp. Kết thúc 3 phút suy nghĩ cũng là lúc Albedo phải xuống khỏi người anh. Sau đó, Aura và Mare đã đề xuất mong muốn cho các bé trai ăn mặc như bé gái, còn bé gái thì ăn mặc như bé trai với Ains. Tất nhiên, vị tấn tối cao không thể đồng ý. Anh đã từ chối với lý do cả hai rất đặc biệt với Bukubuku Chagama. Ngoài ra, Albedo còn nói về vấn đề thiếu hụt tài nguyên. Tưởng tượng cảnh Ains mà lỡ đồng ý thì xung quanh anh toàn là trap A. Cuối cuộc họp, Albedo đã xin phép được đích thân làm sứ giả ngoại giao đến vương quốc để gửi thông điệp của vương quốc pháp thuật cũng như thực hiện một số bước trong kế hoạch dài hạn của Nazarick. Ains lo lắng bởi anh không biết cách cai quản Nazarick và Erantel khi không có cô lẫn Demiurge bên cạnh. Nhưng một người toàn năng như Albedo sao lại quên vụ này được đúng không nào? Cô nàng cho biết mình muốn giao lại công việc của mình cho một người đáng tin cậy, đó là Pandora's Actor. Vì cha nào con ấy. Dù vậy, Ains vẫn hơi lo lắng vì anh biết bản chất thật của cả người cha lẫn người con mà Albedo nhắc đến. Tuy nhiên, anh buộc chấp nhận vì tùy đôi khi hành xử như một đứa trẻ, nhưng không thể phủ nhận cho công việc, Pandora's Actor là người rất đáng tin. Nếu ông nào thắc mắc về thân phận Mormon của Pandora's Actor, thì tôi xin trả lời luôn, thân phận Mormon sẽ được cử đi thực hiện một nhiệm vụ ở nước ngoài. Đến đây, mọi vấn đề sẽ được sắp xếp ổn thỏa và cuộc họp đi đến hồi kết. Sau cuộc họp, Ains quyết định đến gặp Pandora's Actor. Trên đường đi, anh có đi ngang qua chuồng ngựa và gặp Hamsuke cùng một Dead Knight đang nghỉ ngơi. Hamsuke không hề nhận ra sự hiện diện của anh cho đến khi anh đánh thức nó dậy. Ains thắc mắc tại sao một con hamster ngốc nghếch ham ngủ như này lại mang biệt danh hiền vương rừng xanh. Mặc dù Ains biết nó rất mạnh, theo anh, trong số những người anh đã gặp có lẽ chỉ có Gajef và Clementine mới có thể đánh bại nó. Hamsuke thật thà giải đáp thắc mắc của đấng tối cao rằng cái tên hiền vương rừng xanh này do một mạo hiểm giả vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của nó đặt cho. Vì thế khá hay nên nó đã tha chết cho mạo hiểm giả đó. Có lẽ mạo hiểm giả đó sau khi trở về đã phóng đại hình tượng hiền vương rừng xanh nên mới dẫn đến sự tình này. Có lẽ hiện tại chỉ có Ains mới biết sự thật về giống loài của Hamsuke, rằng nó chỉ là một con hamster khổng lồ. Hamsuke hỏi thêm thông tin về giống loài của mình, nhưng Ains cũng chịu. Tuy nhiên, anh hứa nếu nó dốc sức phục vụ và trung thành với Nazarick, anh sẽ giúp nó tìm kiếm đồng loại. Điều này khiến Hamsuke cảm kích vô cùng và dĩ nhiên nó đã đồng ý. Không biết ngày đến đây có ai tò mò về con hamster Hamsuke này không nhở? Tôi tin là có nên sẵn đây tôi sẽ cung cấp cho anh em một vài thông tin thú vị về con hamster này. Đầu tiên, Hamsuke là con cái và nó khoảng 200 năm tuổi. Sự thật thú vị thứ hai, Hamsuke không biết đến sự tồn tại của hai quái vật khổng lồ phương Đông và quỷ xa phương Tây vì nó chỉ loanh quanh trong lãnh thổ của mình để ăn và ngủ. Sự thật thứ ba và cũng là cuối cùng, tác giả từng nói ông có ý tưởng viết về câu chuyện của cha mẹ Hamsuke, cụ thể là họ sống tại khe lớn thuộc vương quốc người lùn và có chiều dài cơ thể trên 1 km. Cha mẹ của Hamsuke có mâu thuẫn với người lùn, có thể do vấn đề lãnh thổ hoặc tài nguyên, nhưng đây chỉ là ý tưởng chứ vẫn chưa được xác nhận trong chính truyện nha anh em.
Quay trở lại với nội dung chính của chúng ta, sau cuộc nói chuyện với Hamsuke, Ains đã tiến vào biệt quán để gặp Pandora's Actor. Anh em có tò mò cuộc gặp gỡ thú vị giữa Ains và Pandora's Actor diễn ra như thế nào không? Nếu có thì hãy đợi video tiếp theo rồi sẽ rõ nhé. Đến đây thì video đầu tiên về chuỗi series Overlord đặc biệt cũng đã hết. Những phần đoạn tôi mới kể đây thật ra vẫn chưa có gì quá ấn tượng. Nội dung vẫn xoay quanh tình yêu mãnh liệt của Abedo dành cho Ains, cũng như sự phụ thuộc của Ains và tài trí của cô ấy. Anh em đừng vội buồn vì Ains chưa có nhiều đất diễn ở những đoạn này. Dù sao điều hành một đất nước không phải là sở trường của anh, nhưng qua đây, ta lại thấy được sự cố gắng để trở thành một vị vua đích thực của anh. Tôi biết những phần này không cho người xem thêm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến câu chuyện, nhưng ông bà ta có câu, kịch hay ở phía cuối. Vậy nên anh em cứ yên tâm mà theo dõi những phần sau. Video này vẫn có thể còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong anh em có thể để lại những lời góp ý bên dưới phần bình luận. Hai đề tộc sẽ tiếp thu và cải thiện trong những video sắp tới. Trước khi đi, anh em đừng quên like, subscribe và bấm vào chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ hai đề tộc nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em.